Tặng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 3 tháng 1 mình giao lưu anh em một số cây cảnh các loại: hải châu, sam ngọc, trách ngựa. Mã số 1 là một cây hải châu. Cây này thành phẩm nhưng mà anh em, cây này chỉ thiếu cái chậu nữa là ok nha mấy anh em. Anh em giờ sang vô một cái chậu men chơi. Cây dòng sông cầu nha, lá rất là đẹp nhưng mà anh em, cây cành rất là cứng nha. Dòng này vẻ rất là sai nha. Cây bở đớ là trải điều hết nha. Rồi em đo cái vành là 10, vành 9 cm nha, vành thân 9 cm, chiều cao là 15, tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 35 nha. Rồi 380 em bao ship nha, 380 bao ship cây hải châu mẹ số 1. Rồi qua cây hải châu mẹ số 2, cây này cốt rất to nha má anh em. Cây này cốt to, dòng lá nhỏ rất là đẹp nha. Dòng lá anh em nhìn dòng lá nhỏ rất là đẹp nè. Dòng mà hải châu sông cầu nha, cây cốt to bở đớ trải đều hết luôn nha. Cây này cũng to đây nha má anh em, cây một ném tay không hết luôn nha. Rồi em đo cái hoành thân là 16 cm nha, hoành thân 16 cm, chiều cao là 25, tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 42 nha. Cây bờ đớ rất là to nha mấy anh em. Những cái này anh em giờ sang vô trong một cái chậu là rất là giá trị nha. Hoành 16, chiều cao 25, tàng ngang 42. Rồi nem trem kê em bao ship nha, nem trem em bao ship cái củ hải châu mẹ số 2 nha. Cốt lung lọc cốt to nha mấy anh em, bờ đớ trải điều. Rồi qua mẹ số 3, qua cây hải châu mẹ số 3. Cây này liễu rũ nha mấy anh em, dòng hải châu sông cầu, dòng lá nè. Những cái cây này là dòng sông cầu, toàn bộ là dòng sông cầu nha mấy anh em. Cây tây cành nuôi rất là già nha, tây cành nuôi bằng ngon tây út nha mấy anh em. Cây bờ đớ nè, bờ đớ là anh em khỏi yên tâm nha, cây bờ đớ anh em yên tâm rất là vững vàng nha. Cây này uống liễu rũ nè, cây này đẻ cho khỏe hết rồi nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành nè, vành eo là 21 nha, chiều cao là 45, vành eo 21, chiều cao là 45, ta ngang từ bên đây qua bên kia là 65 nha. Đó, những cái cành rớt đây, từ trên nó rớt xuống là 50 nha. Những cái cành rớt nó rớt xuống là 50 nha mấy anh em. Cốt này rất là to nha, cây cốt to nha mấy anh em. 850 cây em bao ship, 850 em bao ship nha. Cây này anh em nào lấy thì em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Cây cốt lung lọc cốt rất to nha, tây cành già bằng ngón tay út nha mà anh em. Cái này rất là to, 850k em bao ship nha. Rồi qua mẹ số 4, mẹ số 4 là một cây trách ngựa nha, cây lụa thép kho lét rất ngựa thật nha. Cây này có cái chân rửa rất là quái nha mà anh em. Đây, cây chân rửa rất là quái, một bên là lụa thép nhưng mà anh em rất là chắc. Bên đây là sống, bên đây là thân sống nha. Cây rất là ngựa thật nha mà anh em, cò lách rất là quái nha. Cây này nhìn rất là quái nhưng mà anh em. Rồi em đa cái quanh nè, tổng cái quanh gốc là tới đây là 91 nha. Còn cái vành eo ngay chỗ đây là 50, vành gốc 91, vành eo 50, chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 60 nha, tàng ngang từ bên đây qua bên kia là 65. Cây tây cành là gần thành phẩm nhưng mà anh em nuôi rất là to nha, bằng ngón tay nha. Mấy cây tây đây là anh em về bể lại nha, cây tây cành rất là già gần thành phẩm. Lúa, cây lúa rất đẹp nha. Rồi 2,5 triệu em bao ship nha,
2,5 triệu bao ship cây trắc ngờ mẹ số 4. Cây rất ngờ thật nha anh em. Chân rửa rất là quái nha. Phần co lét rất là quái. 2,5 triệu em bao ship nha. Rồi, qua mẹ số 5. Là một cây sam ngọc nha. Cây này một cốt hai thân nha. Một cốt hai thân. Lét nha mà anh em. Một cốt hai thân. Ngò lét. Bờ đứa trải nha. Cây này nó đang cho quẻ rất là sai. Dòng này là nó dở, rất dở cho quẻ nha. Này quẻ dây cây luôn nha mà anh em. Cây này là trúng Tết luôn ạ. Còn bông nữa nè. Nên là cây này là mình chơi tươi Tết luôn nha. Quẻ dây hết luôn nha mà anh em. Cục nha. Dây điều cây luôn nha. Tàn phôn tàn rất rộng. Rồi em đo cái quanh eo ngay chỗ đây là 16 cm, chiều cao 60, tàn ngang là 70, tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 70 nha. Vậy tổng thể cho anh em xem cây này rất là lớn nha. Rồi 650 em bao ship, 650 kè em bao ship cây sam ngọc mã số 5. Rồi qua mã số 6 là một cây hà châu, cây phôn tan tượng dân, cây một cốt hai thân co lét, hai thân bay nhân mấy anh em, co lét dân bay. Em đo cái quanh là 38, vành góc 38, vành thân lớn là 8 cm, vành thân nhỏ bên ngón tay tỏ phôn tan tượng dân nhân mấy anh em. Thân co lét rất là quái nhé. Vành 38, vành thân 8 cm, chiều cao là 62, tầng bay từ sau bay tới trước là 65. Rồi 400 kè em bao ship, 400 bao ship cây hà châu mẹ số 6. Rồi qua cây hà châu mẹ số 7, cây rất lớn nha. Cây số 7 cây một cốt 3 thân, cốt rất to nha, bữa đứa một cục nha mấy anh em. Dòng hà châu sông cầu, dòng lá gần như là bụng sen nha. Đây, dòng lá tựa như là lá bắp sen nha mấy anh em, chứ không phải là bắp sen nhưng mà nó gần giống nha. Rồi em đo cái vành là 36, chiều cao là vành 36, chiều cao 45, vành thân là được 13 cm nha. Tàng ngang từ bên đây qua bên kia là 55, vành 36, vành thân 13, chiều cao 45, tàng ngang 55. Cây một cốt ba thân, bữa đỡ trải. Cái này nó có một cái thân, nó có một cái lũa đi rất là đẹp nha mấy anh em. Cái lũa này làm ra rất là đẹp nè. Rồi 1,5 triệu em bao ship cây hà châu mẹ số 7 nhé. 1,5 triệu em bao ship. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Chào anh em.